trứng thì chờ sau cần đi. Thôi ạ. Trời ơi, bánh hamburger người ta thơm mà nó hôi hôi trời. Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mấy anh em mình đi tiếp tục đi cắm trại các bạn. Giờ này thì mới có hai xe xuống thôi. Mấy người kia thì xuống sau các bạn. Giờ chuẩn bị dựng mấy cái túp lều. Năm nào thì mấy anh em mình cũng tổ chức đi cắm trại hết á. Từ nhà tới chỗ này là lái xe 1 tiếng rưỡi nha các bạn. Xuống đây ngay tầng này trời rất là nóng luôn. Chilliwack 2022. Do you have something to cut? Can I have it? Scissors? Mấy đứa nhỏ thì tối nay nó ngủ ở trong cái mấy cái lều, còn hai cha con mình với bé thì ngủ trong đây. Rồi ngã cái ghế mình trải miệng xuống. Ngủ mình ngủ hotel nha, hotel ngàn sao, tối ngủ trên đây ngắm sao luôn. Này thì hạ mấy cái ghế xuống để mình tải cái tấm nệm vô đây thôi. Vừa đủ hai cha con mình ngủ rồi. Okay, Aaron, bedtime. Hi. Aaron, bedtime. Where's your blanket? Okay, no. Cháu mình tối nay hai cha con mình ngủ đây đấy các bạn. Em tôi nhiều. Okay then Aaron, let me see how you fit there in. Go. There you go. Make sure you clean your foot. Okay, ow. Lay down. Yeah. Lie down like you're sleeping. It's not even hot in here, it's so cold. Yeah, it's okay. Lie down properly. Okay, lay down. Lie down like you're sleeping. Lay down. Why? Darren, go sleep with him. Mấy cái tay mũi có ra đó. Okay, don't make a mess, boy. Where's your blanket?
no idea. Bây giờ chuẩn bị cái đèn này tối này để đốt đèn ra. What am I eating? Maybe hamburger. When? When Cindy got coming with the barbecue. He has it in his backpack. Because I got nothing to cook right now. Nãy giờ mấy đứa xuống trước rồi, trời đói bụng gần chết luôn, giờ mới xuống này các bạn. Hai chồng nông dân nữa không biết ở nhà làm gì. Nãy giờ mấy đứa xuống đây trước. Nãy giờ mấy đứa xuống đây trước đói bụng chợ gần chết luôn, đi đâu mà tới giờ này mới xuống hả? Trời ơi, không đi vô đi. 6 7 giờ chiều rồi, hả? Trời ơi, dọn đồ xuống đi, nhanh lên để nướng bánh ăn. Đi tới giờ này mới xuống. Mấy giờ rồi? 7 giờ chiều rồi, 7 giờ mấy rồi. Mình đi xuống rồi 2 giờ mấy, 3 giờ hả? Ngồi ngồi ngóng coi tới đâu rồi. Mà không có internet. Tưởng nó đi lạc rồi chứ. Nhà đi á. Đây là quên đổ cái này đây. Ông nông dân bị đuổi đi hả? Đấy, ông nông dân bị bà nông dân đuổi ra khỏi nhà cho nên dọn đây. Wow. Cái này là đồ dự trữ 5 ngày hả? 5 ngày phải không? Cái này đủ không? Vô gia cư. Đem rau với dưa leo quên rồi. Trời đất ơi. À, thì giờ mới ba gia đình xuống trước thôi, còn hai gia đình nữa xuống sau các bạn, còn ba gia đình nữa chứ. Này là ngày đầu tiên cho nên ai cũng còn rất là nhiều hăng hái đó, còn rất là nhiều sức không. Ngày thứ ba thứ tư là nghĩ là chắc là trong ngóng về thôi. Wow, năm nay chơi lớn ha, mua cái then rất là lớn luôn. Wow, mấy cái cây này thấy ốm yếu quá, không biết có ngã lúc nào không đây. Cây nào nó ốm yếu? Mấy cây thông nè. Sao bút chỗ này nắng dọi bên kia mát dễ sợ luôn, không bút. Bút được là hên nó mở ra. Thôi rồi, are you tired? Where's the mat for Toru? Anh chị, go get the mat for Toru cho tôi lấy đòn. À, vậy, người phụ con tay chân. Hai chồng nông dân này xuống trễ quá cho nên tự đi nước thành đi. Hả? Chết. Tự gắn cái liều đi. Thôi giờ mình đi sửa soạn, mình đi nướng. Nãy giờ mình xuống trước thì mấy đứa anh đây nó đói bụng rồi. Nhưng mà hai chồng nông dân thì xuống sau cho nên mới đem cái lò xuống. Giờ sửa soạn mình nướng bánh hamburger ăn bữa nay ngày đầu tiên. Rồi mấy đứa này thì đang dựng cái liều lên để che nắng che mưa nè. Hôm nay có cái liều này rất là lớn ha. Hôm nay ngày đầu tiên thì mình chịu trách nhiệm nướng bánh hamburger ăn các bạn. Tại vì cái này
là đứng trước bẫy không mấy ngày sau cái nó sẽ bị hư cho nên mình ăn trước. Mày là của hãng gì ta? Costco ạ. Ngô của cái hãng Bạch Sách á. Của Costco mà của hãng Bạch Sách. Bạch Sách House. Dặn được hấp không? Cái này còn đông quá. Hả? Trời ơi, DIY nướng thì để DIY tự làm đi. Ồ, ồ. Chừng nào khét lại rồi tính sao? DIY đang là bếp chánh. Tại bữa nay... Không? Không có, tại bữa nay dở thằng Lậu không có ở đây chứ không thì Lậu nó chịu trách nhiệm nướng mấy cái này. Cái này là đầu bếp chánh thằng bị nướng kịp rồi. Tại vì cái này rất là dễ làm, mình chỉ bỏ vô rồi mình trải qua trải lại thôi cho nên mới làm thôi. Con đậu á, nó làm hôm bữa cơ là nó mua thịt tươi luôn mà tự làm. Cái này là người ta làm sẵn. Tại quay không biết làm cho nên mua cái làm sẵn rồi. Cái bánh này coi gì cũng bự quá ta. À, cái liều mới này có bao ở ngoài luôn, đỡ chống mũi các bạn. Ở đây chắc nghỉ tối là rất là nhiều mũi luôn á. Trời ấm cho nên mũi rất là nhiều nha. Tối nay sẽ bị mũi chích đã luôn. À, năm nay thì cho đốt lửa cho nên có được đem củi theo nè, để dành tối nay đốt nè. Wow, nhìn hấp dẫn không? Không ai khen thì tự mình khen mình chứ. Mấy đứa nhỏ ăn. Cho làm nha, cho mấy đứa nhỏ ăn trước nha. Cái gì mà mồ hôi với người lớn thì trời sao cùng đi. Khô vậy. Trời ơi, bánh em bây giờ ta thơm mà nó nô hôi trời. Mùi cá khô vậy em ba. Hả? Khét hả? No. Xíu nó kêu là cá, khô xuống. Cá khô hả? Cá khô giống như Cà Mau á. Người dân Cà Mau chỉ biết mùi khô thôi à. Đi ăn ngoài nước hamburger còn ái mùi Cà Mau rồi trời. Chắc nghĩ thịt thơm cháy hay gì? She didn't feed you again? Anna, give her some food. Come on, she's crying. Just a bit. No. Look at Toro. Oh my God, she's sleepy. She almost closed her eye. She's so sleepy. Are you tired, Toro? Huh? Are you tired? Oh my God. Well, okay, lay down, sleep, okay? Okay, lay down. Lay down. Yeah, you cannot sit in the chair. Hai nhìn hấp dẫn không? Khét rồi. Khét rồi khét. Cái gì mặn đó. Đây là ngày đầu tiên nha, đêm đầu tiên nha. Đêm đầu tiên. Rồi. Cái gì chứ? Nói gì? Đầu tiên phải cho ta ăn lobster gì chứ cho. Trời ơi, ăn lobster mà bị high cholesterol mất công ở đây đi bệnh viện xa lắm. Ở đây có núi mà ăn xong rồi. Ăn bò. Ăn bò chẳng đen có gì bò nó dễ. Yeah, then you finish your hamburger? What are you doing? Mấy đứa nhỏ ăn trước. Oh my God, Aaron, what you doing? That's so messy. Don't do that, okay? I got all my mess. It's not my fault. How is the burger, Ella? Good? Is it good, Angie? Yi, how was it? Good? Cindy? Very good or just good? Có điện dậy trèo lên găm giùm vô đi.
rủi gì nó có giật cái rớt xuống chụp giùm cha, nó đứng dưới đất ta chụp giùm cha. Chụp hình quá. Chụp hình thôi chứ không phải chụp à. Không là kêu ông Thu Lâm ông nằm dưới có gì rớt lên cái bụng ông cũng đỡ. Rớt lên bụng ông nằm dưới nhúng luôn á. Làm công hai chuyện luôn. Vô đạp cái bụng ông cho nó xẹp bớt một chút nữa. Hey, nhìn cái bánh hấp dẫn không? Đang đói bụng nữa, gặp cái bánh này ăn vô là hết sỉ luôn à. Hey, mình xin mời các bạn nha. Okay.